Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình làm cái video về cái cách ngừa bệnh, trị bệnh cho cá trước lúc mình nuôi đến lứa mình xuất bán luôn nha các bạn. Thì cái lá cây này hôm bữa mình có quay cái cây son cho các bạn xem đó. Thì các bạn nào chưa có xem cái cây này mà các bạn không biết cây này thì vào cái video đó xem lại nha các bạn. Thì mình dùng cái lá cây này nè, mình may cái túi lưới như vậy nè các bạn, rồi mình ướp mấy cái lá này ra, lá cây son này ra nha. Nhánh đâu mình bỏ vô cũng được, nhánh nhỏ nhỏ. Bỏ vô cái lưới này để cho nó không có rụng lá ra để làm cho cái hồ cá mình nó dơ đó các bạn. Cái này là ba cái đọt cây son này là mình cắn là gần 2 kg nha các bạn. Thì các bạn ngừa bệnh là ngừa vậy thôi, càng nhiều càng tốt chứ không có ảnh hưởng gì hết đó. Nếu ảnh hưởng thì mình dục cho cá mình chắc cá mình chết hết luôn á, mình hại mình luôn á các bạn. Nên các bạn yên tâm nha, mình làm cái cách trị bệnh ngừa bệnh cho cá, cái cách này là rất hay nè. Mình nuôi là mình không cần cá mình phải sợ sau này bị bệnh, bị rủi ro nhiều nha các bạn. Đó, mình bỏ vô cái túi như vậy nè các bạn. Mình dùng cây mình đập nha các bạn, đập cho nó dập ra hết nha các bạn. Túi này mình xài đâu cũng hơn năm rồi đó, mình trị bệnh biết bao nhiêu cho cá rồi đó nha các bạn. Các bạn cứ làm theo cái cách mình chia sẻ vậy nè, mình biết được cái gì thì mình cùng nhau chia sẻ giúp đỡ nhau nha các bạn. Mình bỏ vô trong không sợ cái lá nó rụng rề ra làm dơ cái hồ mình lúc mình xả nước bị ngạt nha các bạn. Nó mình bỏ vô mình đập vậy đó, đập cho nó dập ra hết nha các bạn. Cứ các bạn bắt cá về á mà các bạn thấy cá nào cái giống cá mà người ta ép nó không được tốt đẹp lắm thì các bạn nuôi khoảng chừng 4-5 ngày là các bạn bỏ này vô được rồi. Còn không thì cá bình thường thì khoảng nửa tháng các bạn bỏ 1 lần. Bỏ chừng 3 lần là mình ngừa được cái bệnh cá của mình rồi nha các bạn. Cái này nó chỉ cho cái ghẻ lở cho cá rất là hay. Giống như cái cây này nè. Mà các bạn lấy cái vỏ cây mà cái rễ á, rễ cây á, các bạn nấu nước ra cho đậm đặc đi, bỏ thêm miếng muối. Rồi các bạn mà người nào mà có bị ghẻ ngứa bị này kia đồ á các bạn, các em bé rồi đó, các bạn tắm cũng hết nữa. Gà vịt heo bò rồi các bạn làm nấu nước các bạn tắm cũng hết nữa. Gà vịt bị chó đồ bị xà mâu rồi đó, nó trị bệnh ghẻ hay lắm. Mạnh cho nó dập cây, dập lá, dập mấy cái nhánh rồi ra hết nha các bạn. Mình cứ bỏ vô mình ngâm thì không quản được, khi nào mình thấy cái lá mình úng nó hôi á mình đem ra mình bỏ. Để mình đưa mình dục vô hồ nha các bạn. Trước khi các bạn ngừa bệnh cho cá thì các bạn nên xả nước cho sạch như mình vậy nè.
mình thay nước cho sạch cái hồ ra nha, cá ra nha các bạn. Để cho nước chảy sạch ra rồi mình mới bỏ cái lá cây đó vô mình ngâm. Nó giống như cái hầm này, chiều nào mình đo cũng 3,5 m nè, mình dột khoảng 2 kg lá cây này vô, đập dập ra như mình vậy nè, mình ngâm cứ nửa tháng mình ngâm lần nha các bạn. Ngâm khoảng 3-4 ngày là cái lá nó úng nó mục ra hết rồi mình lấy ra. Các bạn thấy mình làm trực tiếp như vậy đó thì cái lá cây này nó rất là hay, nó có lợi chứ nó không có hại. Nếu mà nó có hại thì mình đâu dám dục vô hầm cá của mình, cá sắp bán như vậy nha các bạn. Là hà mình đâu có khùng điên mà mình hại tài sản của mình. Nhưng các bạn cứ yên tâm nha, cứ làm theo tác cách mình như vậy đó. Mà các bạn nên ngừa bệnh cái lúc mình mới nuôi nha các bạn. Lúc cái giống mình thả về mình nói với các bạn á, là nếu mà cá không được đẹp thì khoảng 3-4 ngày các bạn dùng cách này được rồi, còn không thì nửa tháng các bạn dục lần, dục khoảng 3 lần vậy thôi là cá mình nó ít có bị bệnh bậy nha các bạn. Nó ngừa được mấy cái bệnh ghẻ lở này kia cho cá rất là hay, nó mau liền thịt cá lắm nha các bạn. Mấy con cá mà bị ăn vô thịt đứt gần phân nửa đuôi rồi có khi nửa mình luôn đó, mà nó cũng vẫn lành luôn nha các bạn. Nhưng mà cái bài thuốc hay nào cũng vậy hết á, mình đừng có lợi dụng nó quá. Mình nuôi mình phải chăm sóc chứ mình cố tình thì không có thuốc nào trị được đâu nha các bạn. Mình đang xả nước vô cho nó đầy ao là mình nuôi mình ngâm như vậy luôn nha các bạn, không có lấy ra nha. 3-4 ngày mình hãy lấy ra, cái chừng nào thấy nó uống nước thối mình hãy lấy ra. Nhiều bạn hỏi mình nuôi ao nổi như vậy nè thì bao lâu mới xả nước lần, thì các bạn cứ nuôi tùy theo cái cách mình cho ăn nha các bạn. Cá nó ăn mạnh thì nó ăn nhiều, thì nó đi phân nhiều thì nó dơ nhiều. Khoảng 2-3 ngày, 3-4 ngày đó mình cảm thấy cái nước dơ, mình nhìn thấy nước mà mình không nhìn thấy cá ở dưới đáy nó lội thì mình thay nha các bạn. Mình không thấy cá thì mình thay, thấy nước đục là mình dơ là mình thay, đừng để dơ quá nha. Dơ quá là cá sanh bệnh, cho các bạn dùng thuốc cỡ nào nó cũng không có khỏi đâu nha. Rồi các bạn hỏi mình cho ăn ngày mấy buổi hay là cho ăn mỗi lượng thức ăn là bao nhiêu, thì các bạn cứ theo dõi mình nuôi, mình theo dõi cá của mình á, nó ăn mạnh hay ăn yếu thì mình mới biết được, chứ mình hỏi người khác thì người ta cũng hướng dẫn theo cái mức độ bình thường thôi, chứ người ta đâu có biết cá của mình ăn mạnh hay yếu mà cho ăn nhiều. Giống như cá của bạn 1 kg cá nó ăn ngày 3 lạng, mà cá mạnh ăn khác, cá yếu ăn khác, cá mạnh ăn cả nửa ký, nên mình không có nói chính xác được cái điều đó. Các bạn cứ cho nó ăn bình thường, mỗi lần ăn là các bạn để ý, các bạn nhìn, các bạn hiểu. Thì mình đừng có bao giờ cho ăn mà để cho dư cám, nó phí cám rồi nó làm cho cái ao hồ mình nó dơ, rồi cá nó thấy có cái cám dơ nó nhìn cám biết rồi nó ngán, nó không có ăn, nó lười ăn, nó bỏ ăn nha các bạn. Cứ ăn vừa no, mình không còn dư cái hột cám nào hết đó là được rồi, đừng có để cho nó dư cám nổi liều phiều làm cho dơ hồ mà cá nó chán ăn nha các bạn, nó lười ăn, có khi nó bỏ ăn luôn đó. Mà các bạn cho ăn no quá như vậy á là nhiều con cá cái bụng của nó không được tốt quá, nó ói ra hết à, nó không có được cái tốt, không có được cái tốt cho sức khỏe cho nó, nó làm lười ăn, nó bỏ ăn luôn. Chứ ăn vừa là nó lúc nào nó cũng thèm ăn nha các bạn.
nó cái cách ngừa bệnh cho cá là như vậy nha các bạn, cứ đơn giản vậy thôi, không cần phải tốn tiền mua thuốc mà dùng nhiều loại thuốc này kia. Mình nuôi là mình chủ yếu mình nuôi mình lấy công làm lề, mình nuôi giống như mình không có vốn liếng nhiều thì mình nuôi vài hầm gì nè, 3-4 hầm gì đó, mình bán xây dòng thì nói chung cũng đỡ hơn đi làm mướn nhiều nha các bạn. Mình nuôi nhỏ lẻ ít gì nè, mình không có sợ, không có lệ thuộc mối lái nào hết nha các bạn. Kẹt là mình bỏ lên xe, mình chạy vòng, một lát cũng hết mấy chục ký. Thì mỗi ngày các bạn cứ xúc ra vài chục ký các bạn bán, thì một cái hầm gì các bạn bán được bao nhiêu ngày đâu, mình tạo công ăn việc làm mình thêm luôn nha các bạn. Với lại cái hầm nào nhiều quá thì mình bỏ cho mấy cái bà lái mối ngồi ở ngoài chợ bán á. Không có đủ bán đâu, quan trọng là mình nuôi cái chất lượng cá nó ngon, mình lấy cái uy tín nha các bạn, đừng có ham mà nuôi cá màu lớn quá nha, cá cái độ đạm cao quá, cá nó màu lớn là cá nó yếu, thịt nó không ngon. Rồi bạn hàng người ta ăn người ta chê nha các bạn. Quan trọng mình nuôi ít, mình nuôi nhỏ lẻ, mình tự kiếm tiền gì nè, thì mình nên lấy uy tín trước là nó lâu bền nha. Mình nuôi gì mình đừng có nghe nhiều người ra chỉ ba cái thuốc này thuốc kia, thuốc tây rồi thuốc hóa học đủ thứ tùm lum hết, là người dân người ta sợ, người ta không dám ăn nha các bạn. Mình nuôi cá sạch là mình phải dùng những cái lá cây, hay hoặc là mình dùng cái cách nào cho nó tiện lợi, giống mình theo dõi chăm sóc cá nè, giống như cái bể cá mình nuôi lúc bạc như vậy thì nó quá đơn giản, mình nhìn mình biết con cá nào nó làm sao hết, mình nuôi từ từ mình biết rồi, mình quản lý nó được, mình đừng có dùng những cái thuốc này kia quá. Nói như vậy đó thì các bạn cứ ngâm khoảng 3-4 ngày, 4-5 ngày các bạn kéo lên thấy cái lá mình úng hết, nó hồi hồi á, úng rồi mình đem mình giục bỏ, nửa tháng các bạn bỏ một lần vậy đó. Video mình đến đây xin tạm dừng nha. Chúc các bạn và gia đình các bạn luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc nha các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại video tiếp theo nha.